Kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bonsai Mini Thanh Ngân. Hôm nay bên em tiếp tục lên clip giới thiệu đến quý cô chú anh chị một số cây cảnh nhà vườn bên em. Cái đầu tiên hôm nay em giới thiệu đến sẽ là một cây bông trang dạng bonsai. Cái trang Mỹ Hồng nha cô chú anh chị. Bông đây, bông nó đang bung khá là nhiều nha cô chú anh chị. Nè, cây này nó nhỏ nhưng mà nó có cái bộ đế cũng khá đẹp nha cô chú anh chị. Nhìn xem cái bộ đế đây nè. À, cô chú anh chị thấy không, đường đi lắc lượng của cây nha, lành sẹo hết rồi nha cô chú anh chị. Đó, nó lắc lượng như thế này đây nè, nguyên cái bộ đế sởm cao lên nè nha cô chú anh chị. Cái chậu này cũng khá tương đối, cũng lạ lạ mắt tí, cái chậu cũng lạ lạ mắt tí. Cái bộ đế này cô chú anh chị nhìn kỹ giùm nha, cái bộ đế sởm nè, mình để cái tay mình vô nè. Đó, cái tay mình như thế này nè, bộ đế sởm như thế này nha cô chú anh chị, nhìn xem nha. Đó, từ cái cổ lắc lượng của nó nha, lắc lượng ghê lắm. Cái trang này nó nhỏ nhưng mà nó rất là già nha cô chú anh chị, ướng lượng đồ này kia cũng dữ dằn lắm. Mình xin đo thông số nha cô chú anh chị, mình đo cái bộ rễ ở dưới nha, bộ đế rễ dưới nha, bộ đế rễ là được 46 nha cô chú anh chị. Hoành đế của cây là 46. Rồi mình sẽ đo ngay chỗ cái cổ cây này nè cho cô chú anh chị xem nè. Đây nha, cổ của cây này nhỏ thôi. Cái cổ cây này được 8 nha cô chú anh chị. Phần cổ cây tại vị trí đó là 8. Rồi mình đo tán ngang, tán ngang của cây, tán ngang tán dài chắc cũng như nhau rồi cô chú anh chị ơi, được 75. Phần tán ngang và tán dài nó sẽ xem nhau tầm 75. Rồi mình đo cái chiều cao của cây nha cô chú anh chị, cao của cây là đây, mình đo từ mí chậu lên nha, từ mí chậu lên là được 68 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 68. Cô chú anh chị xem lại kỹ một lần nữa nha, mình cũng muốn cô chú anh chị xem cây này kỹ lại, cái đường đi lắc lượng của cây ghê lắm, cây rất là già nha. Cái trang Mỹ Hồng nha cô chú anh chị. Nè, những cái co cánh chỏ này nè, khiếp không, rễ nó như thế này đây. Rồi mình báo giá với cô chú anh chị là cây này mình bán 2,1 triệu nha cô chú anh chị, 2,1 triệu. Cây trang này bán 2,1 triệu nha, giao lưu cô chú anh chị 2,1 triệu. Rồi, cây số 1 cây trang Mỹ Hồng giá 2,1 triệu. Quý cô chú anh chị có thích cây này có thể liên hệ đến số điện thoại là 0329013311. Em xin phép được qua cây số 1 lên cây số 2 của ngày hôm nay. Rồi, cây số 2 nhà vườn bonsai mini Thanh Ngân chia sẻ với quý cô chú anh chị sẽ là một cây bông giấy ngũ sắc. Cây này rép hết rồi nha cô chú anh chị, rép được 5 màu bông đó cô chú anh chị nhìn xem nha. Đó, từ cái màu bông hết nha, nhìn xem hết nha, cây đã thừng chậu hết nha cô chú anh chị. Mình mới tháo chậu ra tại vì cây nó nằm hợp ở dưới chậu nên mình lấy ra hoài. Nếu mà cô chú anh chị nào mà có sở hữu rồi có ý định là muốn mua cây hoa giấy này về chơi thì chỉ như vậy là bó bầu rồi đi thôi nha cô chú anh chị, khỏi cần mất công mang theo cái chậu nặng nề về nhà, mình có cái chậu khác mình thay vô cho nó đẹp theo ý của mình nha cô chú anh chị. À, cây hoa giấy như thế này đây, gốc nó tương đối cũng to to. Mình xin đo thông số thôi cô chú anh chị, đo thông số của cây. Đó, hoành gốc của cây là 49 nha cô chú anh chị, hoành gốc của cây là 49. Rồi, cây nó lắc lượng lên một chiều bên này và cái nhánh bên này giống như cây tử vậy đó cô chú anh chị. À, thế cũng tương đối cũng lạ lạ mắt tí. Hoành gốc là 49. Rồi mình đo cái thân bầu luôn đi cho cô chú anh chị biết là thân bầu này phải nhiêu. Thân bầu này 40 nha cô chú anh chị, đường kính của thân bầu là 40. Tán ngang của cây
Tán ngang của cây là 60 nha cô chú anh chị. Tán ngang của cây là 60. Chiều dài của cây là 120. Chiều dài tán dài của cây là 1m2. Chiều cao của cây là được 86 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 86. Rồi, mình quay qua một vòng cho cô chú anh chị xem kỹ lại nha. Tàn nó cũng khá to. Gốc tương đối cũng 49-50 rồi. Mình giao lưu với cô chú anh chị là cây này giá 1.400.000 nha cô chú anh chị. Có 1.400.000 thôi sở hữu được con cây bông giấy to vậy. Đó, to như thế này. Quên nữa, mình chia sẻ với cô chú anh chị. Ở đây là nó liền da hết nha cô chú anh chị. Đây, những chỗ này là liền da hết rồi nha. Không có bị ảnh hưởng gì nha. Còn những cái vết cắt này á, thì mình chưa có gọi là cạp ra nha cô chú anh chị, nó vẫn còn đây. Thì cô chú anh chị sở hữu là tự mình làm lại cho nó đẹp hơn, cắt gọt lại cho nó đẹp hơn, nó liền lạc cây hơn. Giá 1.400.000 nha cô chú anh chị. Giá sổ vườn luôn. Cây số 2, cây hoa giấy ngũ sắc, giá 1.400.000. Với cô chú anh chị có yêu thích cây này có thể liên hệ với các bạn Zalo số 032 901 3311. Cây bông giấy gốc khá to và đẹp luôn. Em xin phép được qua cây số 2 lên cây số 3 của ngày hôm nay. Cây số 3 bên nhà vườn bonsai mini Thanh Ngân chia sẻ với quý cô chú anh chị sẽ là một cây muối. Bữa hổm mình cũng có một clip nói về cây muối rồi. Lá của cây muối này trị viêm họng tốt lắm nha cô chú anh chị. Cây này cũng đang cho hoa đặng cho trái đó cô chú anh chị nè. Hoa và trái rất là nhiều nè cô chú anh chị thấy không đó, trái nó thì đây nè, để mình quay lại cho cô chú anh chị xem nha. Trái nó nhỏ nhỏ như thế này, nếu mà trái nó lớn rồi thì nó sẽ lên giống như trái siro nha cô chú anh chị, y như trái siro, nhưng mà cây này không có gai nha. Cây này không có gai, bông rất là nhiều, nhánh nào cũng bông hết. Trái nó thì lạ mắt lắm cô chú anh chị, đẹp lắm. Nó được có cái là lá nó trị bệnh viêm họng hay gì tốt lắm nha. Tốt lắm nha cô chú anh chị. Cây này mình cũng làm thế bông sai. Chung ra những cái cây muối thì cũng ít có người biết lắm cô chú anh chị. Tại vì những cây kiểng này là ông bà xưa người ta chơi thôi, chứ bây giờ ít đó. Nên là hiện giờ những cái cây muối này là cũng dạng hiếm nha cô chú anh chị. Hiếm rồi. Mình xin đo thông số của cây nha cô chú anh chị. Cây này nó cũng có cái rễ lắc lượng như thế này nha. Nhìn cũng mình cũng chỉnh ra bonsai được tí rồi nha cô chú anh chị. Mình đo thông số của cây này, cái bộ đế của nó nha. Bộ đế của nó được 67 nha cô chú anh chị. Bình đế của cây là 67. Rồi cái thân eo của cây nha. Thân eo của cây. Eo mình đo ngay chỗ này nha cô chú anh chị. Được 18. Quanh eo tại vị trí đó là 18. Còn cái chi của nó ngay chỗ đầu cổ lên á cô chú anh chị, nó bằng ngón tay cái của mình nha. Bằng ngón tay cái của mình rồi. Mình xin đo tán ngang nha cô chú anh chị. Tán ngang được 50. Tán ngang của cây là 50. Tán dài của cây là được 78. Tán dài của cây là 78. Chiều cao của cây là được 88. Chiều cao của cây là 88. Cây này mình cũng chia sẻ với cô chú anh chị, mình cũng đã làm cái tàn rớt ra ngoài đây nha. Nó đã có một cái tàn rớt ra ngoài này đó. Rồi lên nhánh chủ bẻ ra tương tương bonsai cũng điều chi hết rồi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem qua giùm mình nha. Này, rễ đế của nó như thế này nha. Cây này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.500.000.
Cây muối này có giá 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Bên em cũng không bao ship nha cô chú anh chị. Rồi, cây số 3, cây muối giá 1,5 triệu. Hiện thì bên em sẽ không bao ship được do bên bưu cục đồ hiện tại đang tạm ngưng về mặt hàng cây cảnh, cho nên là quý cô chú anh chị cũng thông cảm bỏ qua giúp shop bên em. Cây muối giá 1,5 triệu bên em không bao ship. Quý cô chú anh chị có yêu thích thì hãy liên hệ đến số điện thoại là 0329013311. Em xin phép vượt qua cây số 3 lên cây số 4 của ngày hôm nay. Số 2 kìa. Cây số 4 bên nhà vườn bên em chia sẻ với quý cô chú anh chị là một cây chùm rụm, hay còn gọi là trào phúc kiến. Cây này mình cũng nuôi đang đài nó nha cô chú anh chị. Đài đối nó cho nó lên già khằng cây nha cô chú anh chị. Đó. Như thế này nè. Triều tượng thì không biết suy nghĩ con gì. Thôi cứ nghĩ sao đó, muốn nghĩ con gì thì nghĩ thôi, mình cũng không biết tưởng tượng nổi. Hành cây mình chỉ làm được có mấy chi vậy thôi cô chú anh chị ơi. Cây bùm sụm nha cô chú anh chị. Ta thường gọi là trà phúc kiến rồi đó. Cây nó được như thế này đây. Mình xin đo thông số nha. Cây này dạng như thế bay nằm trong cái dĩa cạn lắm nha cô chú anh chị. Đo thông số nha. Mình sẽ đo từ cái bộ đế nha cô chú anh chị, từ trước ra tới sau nha. Đây. À. Đó, được 56 nha cô chú anh chị. Hoành đế của cây là 56. Mình đo ngay cái cổ lớn nhất đi nha cô chú anh chị. Lấy cái nào lớn nhất là lấy nha. Đây, cái cổ lớn nhất của nó là được 17 nha cô chú anh chị. Phần cổ của cây là 17. Đó. Rồi tán ngang của cây này được 20. Tán ngang của cây là 20. Tính từ cái tàn rớt nha cô chú anh chị, tàn rớt với phía sau luôn nè là được 53 nha cô chú anh chị. Tán dài của cây sẽ là 53. Chiều cao của cây mình tính từ mí rễ lên nha cô chú anh chị. Nó chỉ được có 24 thôi cô chú anh chị ơi. Chiều cao của cây là 24. Đây, mình xây cho cô chú anh chị xem lần nữa nha. Nó cũng rễ chi chít hết nha cô chú anh chị. Cây cũng khá tương đối tốt. Cây này mình mới làm chắc nay gần khoảng chừng gần năm mà. Mình cũng đi bứng ngoài rừng về cô chú anh chị ơi. Cây này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 600k nha. Giá 600k nha, có cây bùm sụm như thế này là chơi. Chi tay đã ra sẵn là cây khá già nha cô chú anh chị. 600k, 600k có cây bùm sụm như thế này chơi. Cây số 4, cây trà phúc kiến hay gọi là cây bùm sụm giá 600k. Bên em không bao ship. Quý cô chú anh chị có yêu thích cây thì có thể là liên hệ các bạn Zalo đến số 0329013311. Em xin phép được qua cây số 4 lên cây số 5 của ngày hôm nay. Cây số 5 nhà vườn bên em giao lưu với cô chú anh chị là cây mai dảo Thủ Đức. Hột dảo Thủ Đức. Cây này cây hột dảo Thủ Đức cô chú anh chị. Cây mai này chỉ nuôi thôi nha, không chơi Tết được nha cô chú anh chị. Nó có cái bộ đế. Cây này nói chung ra là nó có cái thân đế nó như thế này đây. Dưới đây nó chia ra hai thân nhưng mà không phải hai thân nha, lên một cốt nha cô chú anh chị. Cái bộ rễ của nó nha, bộ rễ nó như thế này đây nè cô chú anh chị nhìn kỹ xem nha. Hai cái rễ nằm chéo với nhau, rễ to to không nha cô chú anh chị. Bộ đế tương đối là cũng chơi cũng được, nuôi lâu năm thì khỏi chê. Cây này cây để nuôi thôi nha cô chú anh chị. Mình xin đo thông số của cây này nha cô chú anh chị ơi. Đây mình đo bộ đế nha cô chú anh chị. Đây. Bộ đế có được 54 nha cô chú anh chị. Hoành đế của cây là 54. Mình đo ngay chỗ cái eo cây này nha. Ngay chỗ cái eo này nha. Cái eo được 9 nha cô chú anh chị. Còn eo của thân cây sẽ là 9. Rồi. Tán ngang này thì nó chỉ được có 20 thôi. Tán ngang của cây là 20. Ngang dài gì cũng vậy, mình đo chiều cao luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây hiện tại là được 50 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 50.
cô chú anh chị xem dùm qua nha. Cái cây này nó không có quan trọng ấy đâu, quan trọng là cái bộ đế nó hơi lạ lạ mắt tí nha. Nè, để nó như thế này nha cô chú anh chị. Đó, nay yếu trong người rồi, nên nói chuyện hơi nhỏ một chút nha. À, cô chú anh chị cũng thông cảm, lắng lắng nghe ha, mở cái con lớn lớn lên tí. À. À, cây này mình giao lưu với cô chú anh chị là 600k nha cô chú anh chị. Cây mai này 600k. Cây số 5, cây mai hột dạo Thủ Đức giá 600k, bên em không free ship. Quý cô chú chị có yêu thích thì liên hệ đến số điện thoại là 0329013311. Em xin phép được qua cây số 5 lên cây số 6, cũng là cây cuối clip ngày hôm nay. Rồi, cây cuối clip cũng là một cây mai dạo Thủ Đức. Cây này thì hôm trước bên em cũng có khách đặt và chốt đơn. Nhưng mà do là khách ở quá xa và hiện cái tình hình đó thì bên em cũng không có đi được. Nên là cũng hẹn tới hẹn lui, nên là em cũng xin khách là cho em hủy đơn. Do là hiện tình trạng thì mọi người đã biết, như em đã chia sẻ những cái clip trước là do các bưu cục đang hiện thời là đang tạm ngưng nhận về mặt hàng cây cảnh. Đó, cho nên là cái này là một phần bên em cũng rất là buồn, vì bên em không có đi được để cho khách có thể nhận được một cái cây mà mình yêu thích ha. Rồi, cây số 5 em chia sẻ lại với cây số 6 em chia sẻ lại với cô chú anh chị về cái thông số và cây mai luôn nha. Rồi. Đây. Cây này cô chú anh chị chắc cũng có xem clip thì cũng đã có xem qua cây này. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha. Đã đăng ký kênh, đã xem qua những clip của mình. Đôi lúc những bên mình có những điều gì sai, cô chú anh chị cũng có nhắc nhở. Cảm ơn rất nhiều, có chia sẻ. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha. Mình xin đo thông số của cây mai này lại nha cô chú anh chị, cho cô chú anh chị xem lại. Đây, bộ đế của cây. Đế của cây là 28 nha cô chú anh chị. Bình đế của cây là 28. Cái đế sởm của nó nha. Đế sởm của nó nha cô chú anh chị. Đế sởm của nó được 17 nha cô chú anh chị. Đế sởm của cây là 17. Mình đo cái eo cây nha. Đo cái eo cây được 9 nha cô chú anh chị. Phần cổ cây tại vị trí đó là 9. Cây này nó hay có một điều, nó cũng có cái cánh chỏ gắt bên ngay đây. Rồi mình đo cái tán ngang của cây. Tán ngang của cây là được 35 nha cô chú anh chị. Tán ngang của cây là 35. Chiều cao của cây hiện tại là được 86. Chiều cao của cây là 86. Đây mình xin chia sẻ thêm với cái phần gốc cây này nha cô chú anh chị. Rất là già nha, rất là già luôn nha, lên cám hết rồi. Đó, kéo sẹo nhìn nè. Cái sẹo này hôm trước nó nằm ở phía này, mình thấy thôi mình cắt để lấy một cốt về. Nó có cái cánh chỏ này cũng khá gắt nha cô chú anh chị. Rồi bắt đầu nó nhảy mục lên đây cũng khá gắt nha. Đường đi nó cánh chỏ khá gắt nha cô chú anh chị. À, cây này em nhớ không làm hôm bữa thì cũng khá nhiều khách đã chốt rồi. Có ông khách kia chốt đã rồi đi không được. Hiện nay em chia sẻ lại những anh em mà đã nhìn thấy được cây này ở gần mình ở đây. Xin giao lưu với cô chú anh chị gần ở đây là dễ dàng hơn cho bên ship bên em. Bên em lúc này là đi không được, ship cây khó khăn quá, mong cô chú anh chị thông cảm. Cây số 6, cây cuối clip ngày hôm nay bên em báo giá là 500k. Và cũng rất là cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn ủng hộ kênh Bonsai Mini Thanh Ngân. Hãy đăng ký kênh và mình sẽ nhận được thông báo từ những cái clip mới nhất của ngày hôm nay. Trong clip mà bên em có nói những điều gì sai sót thì mong quý cô chú anh chị cũng thông cảm và bỏ qua. Hiện địa chỉ bên em ở địa chỉ là 1047 Sạc 3C, khu phố 5, phường An Phú Đông, quận 12. Số điện thoại hoặc Zalo để mình kết bạn là 0329013311. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị trong những clip tiếp tới. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều vì đã có đăng ký kênh và đã xem qua cái kênh của mình.